Xin chào anh chị và tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Việt. Và ngày hôm nay thì Việt lại tiếp tục giới thiệu cho mọi người về một số mẫu TV cũ giá rẻ mà đang sẵn có bên cửa hàng của Việt. Thì ngày hôm nay Việt sẽ giới thiệu cho mọi người về một chiếc TV 32 inch của hãng Samsung, một chiếc TV có kết nối Wi-Fi để mọi người có thể xem YouTube cũng như là xem các kênh truyền hình ở trên chiếc TV này. Ngoài ra thì Việt còn giới thiệu thêm cho mọi người về một số mẫu TV 43 inch để mọi người có thể tham khảo cũng như là lựa chọn cho mình một chiếc TV phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của gia đình nhà mình nhất nhé. Thì chiếc TV này là một chiếc TV 32 inch của Samsung, model của nó là 32N4300. Việt sẽ giới thiệu một chút về ngoại hình cũng như là tình trạng tính năng và một số ứng dụng trên chiếc TV này để mọi người có thể tham khảo. Chiếc này thì đã được Việt thay màn hình mới rồi cho nên là chế độ bảo hành ở bên Việt là 6 tháng. Và về cái thiết kế bề ngoài là nó được thiết kế hoàn toàn là bằng khung viền nhựa. Việt sẽ quay một chút về chất lượng hình ảnh và âm thanh của chiếc TV này để mọi người có thể trải nghiệm. Mặc dù đây là một chiếc TV 32 inch nhưng mà trên chiếc TV này thì nó tích hợp khá là đầy đủ những cái ứng dụng cũng như là tính năng. Còn về độ phân giải của chiếc TV này thì nó sẽ có độ phân giải màn hình là HD. Đây cũng là độ phân giải chung trên những cái dòng TV 32 inch rồi. Việt sẽ quay một chút, Việt sẽ to volume một chút để mọi người có thể trải nghiệm cái chất lượng hình ảnh cũng như là âm thanh trên chiếc TV này nhé. Thì về cái chất lượng hình ảnh thì trên những dòng TV Samsung 32 inch thì Việt thấy nó có một cái chất lượng hình ảnh khá là ok. Mặc dù nó không đẹp bằng 4K nhưng mà theo Việt đánh giá thì để anh chị có thể xem hàng ngày, xem bình thường thì chiếc TV này có thể đáp ứng được. Nên nhưng mà anh chị nào mà mình cần một chiếc TV để phòng ngủ hay là phòng ăn xem hàng ngày thì có thể lựa chọn chiếc này. Bởi vì chiếc này thì có thể xem những cái video ở trên YouTube cũng như là xem các kênh truyền hình miễn phí. Việt sẽ quay một chút về khung viền của chiếc TV này luôn nhé. Chiếc này thì nó được thiết kế khung viền là bằng nhựa màu đen. Đây cũng là một cái mẫu thiết kế chung trên những dòng TV 32 inch. Trên những dòng TV 32 inch thì hầu hết nó sẽ được thiết kế là bằng nhựa cả. Ở đây là chân chữ T hai bên. Chiếc này thì có chân đế. Việt sẽ quay một chút mặt lưng sau cũng như là các cái jack kết nối để anh chị có thể tham khảo. Thì chiếc này nó sẽ có những cái jack kết nối như là HDMI và USB ở mặt ngang. Còn ở mặt sau thì nó sẽ có cổng LAN cũng như là cổng quang optical để truyền tải âm thanh. Và ngoài ra nó sẽ còn có một số cổng AV nữa. Đấy. Về một số ứng dụng trên chiếc TV này nó sẽ có tích hợp như là YouTube. Ngoài ra thì nó còn tải thêm được một số ứng dụng như là VTV Go, ca cổng Netflix, VOn, một số ứng dụng để xem những kênh truyền hình miễn phí. Ở đây thì Việt đã tải sẵn cho chiếc TV này một cái ứng dụng VTV Go. Thì những cái dòng TV Samsung hoặc là LG Sony thì nó đều tải được các ứng dụng về máy. Việt sẽ giới thiệu một chút về ứng dụng VTV Go này để mọi người có thể tham khảo nhé. Đấy. Ứng dụng VTV Go này thì nó khá là hay. Nó không cần phải đăng nhập một cái số điện thoại hay là tài khoản nào vào cái ứng dụng này thì chúng ta có thể xem hoàn toàn miễn phí các cái kênh truyền hình. Chiếc này thì cái phần VTV Go này thì nó yêu cầu một cái chất lượng Wi-Fi cũng như là lúc vào thì nó sẽ có một cái phần quảng cáo, thì mọi người mất công chờ đợi một chút thôi, nhưng mà không sao, miễn sao thì cái ứng dụng này cho phép chúng ta xem hoàn toàn là miễn phí các cái kênh truyền hình. Ở đây thì sẽ vào cho mọi người xem về cái ứng dụng về cái kênh truyền hình VTV3 này nhé. Đấy, nó chờ hơi lâu một chút bởi vì cái ứng dụng này nó yêu cầu cái tốc độ Wi-Fi khá là nhanh và có một cái màu sắc chỉnh luận rất là rõ nét. Chính vì vậy khi mà vào trong chương trình này, ngoài ra thì cái ứng dụng này còn có rất là nhiều các kênh truyền hình khác nhé, thì sẽ giới thiệu cho mọi người xem luôn. Đây, mọi người có thể ấn vào đây để xem các kênh truyền hình ở đây rất là nhiều. Ngoài ra thì nó còn có thể nó còn có chia nhỏ các cái kênh, các cái tin tức thể thao ra để mọi người có thể xem dễ hơn. Ở đây nó còn có rất là nhiều kênh truyền hình như là Nhân dân hay là quốc phòng hoặc là an ninh, rất là nhiều. Đấy. Và vừa rồi thì Việt đã cùng mọi người trải nghiệm về chất lượng hình ảnh cũng như là âm thanh trên chiếc TV này. Thì chiếc TV này hiện tại ở bên cửa hàng Việt đang có mức giá là 2.800.000. Nếu như mà anh chị nào yêu thích chiếc TV này thì hãy liên hệ với Việt qua số điện thoại và Zalo Việt có để trên màn hình ở chỗ này nhé. Nếu như anh chị nào ở xa muốn mua những chiếc TV ở bên Việt thì hãy liên hệ với Việt để được Việt trao đổi về cái phương thức gửi hàng cũng như là thanh toán. Và trước khi Việt gửi hàng thì anh chị chỉ cần cọc giúp Việt 300.000-400.000 hoặc là 500.000 là được thôi.
Và giờ thì Việt sẽ giới thiệu thêm cho mọi người về một chiếc TV tiếp theo, một chiếc TV 43 inch để mọi người có thể tham khảo cũng như là trải nghiệm nhé. Tiếp theo thì Việt sẽ giới thiệu thêm cho mọi người về một chiếc TV 43 inch của hãng LG nữa. Chiếc này thì có model là 43UZ632P, một chiếc TV có độ phân giải màn hình là 4K và có đầy đủ những ứng dụng như là Netflix, FPT Play, MyTV và rất là nhiều ứng dụng để mọi người có thể xem các kênh truyền hình miễn phí trên chiếc TV này rồi. Chiếc này đã được Việt thay màn hình mới và Việt sẽ bảo hành chiếc TV này là 6 tháng. Việt sẽ quay một chút về ngoại hình cũng như là tình trạng tính năng của chiếc TV này để mọi người có thể tham khảo nhé. Một chiếc TV có một cái thiết kế khung viền cũng như là nắp lưng sau hoàn toàn là bằng nhựa ở đây, và cái chân đê thì được thiết kế hai bên. Việt sẽ quay một chút về cái chất lượng hình ảnh cũng như là âm thanh trên chiếc TV này để mọi người có thể tham khảo. Thì về cái chất lượng hình ảnh trên chiếc TV này thì Việt thấy nó khá là đẹp. Màu sắc cũng như là chi tiết và điểm ảnh trên chiếc TV này rất là đẹp. Thì sẽ quay gần hơn một chút để mọi người có thể xem những cái chi tiết và điểm ảnh trên chiếc TV này nhé. Màu sắc cũng như là đồ sáng trên chiếc TV này thì đưa ra khá là đẹp mắt cũng như là đồ sáng rất là vừa phải. Còn về phần âm thanh trên chiếc TV này thì Việt đánh giá khá là ok. Nó rất là phù hợp cho những cái dòng nhạc nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc trữ tình. Và hầu hết thì nó phù hợp cho tất cả những cái dòng nhạc. Đây là một điểm mạnh trên cái mẫu TV của LG này. Và giờ thì Việt sẽ giới thiệu cho mọi người cũng như là anh chị cô chú nào mà chưa biết về cái ứng dụng TV 360 này, là một cái ứng dụng cho phép chúng ta xem các kênh truyền hình miễn phí trên chiếc TV này mà không cần phải mất một khoản phí nào. Đấy. Và mọi người chỉ cần đăng nhập một cái số điện thoại vào thì mọi người có thể xem hoàn toàn là miễn phí trong vòng 6 tháng. Hết 6 tháng thì mọi người có thể đăng nhập thêm một cái số điện thoại nào khác vào để chúng ta có thể xem. Ở đây thì nó sẽ có những cái chương trình thể thao sổ số miền Bắc nữa này. Nhưng mà anh chị nào thường xuyên xem sổ số thì cũng có thể là vào đây để xem luôn, cũng rất là tiện lợi. Nhưng mà việc theo Việt thì không nên, tại vì sổ số miền Bắc thì rất là nhiều anh chị tìm hiểu cũng như là chơi thì thua lỗ rất là nhiều. Đấy. Ở đây thì cái ứng dụng này có một cái là chúng ta có thể xem lại những cái chương trình cũng như là tin tức mà mình đã từng bỏ qua. Ở đây thì nó sẽ có các danh mục thời gian cũng như là ngày tháng và các danh sách kênh rất là tiện lợi. Nhưng mà anh chị nào mà chưa xem những cái chương trình nào mà đã từng phát sóng như thế này thì có thể là mình tua lại mình xem vẫn là bình thường. Và ở trong này thì nó có giới thiệu được rất là nhiều những cái kênh truyền hình cũng như là những cái bộ phim truyền hình. Ở đây thì nó sẽ có những cái bộ phim truyền hình trong nước, và ngoài ra nó sẽ có những cái kênh, những cái bộ phim truyền hình ngoài nước. Thì chiếc này hiện tại ở bên cửa hàng Việt chỉ có mức giá là 3.600.000 thôi. Chiếc TV này thì có kết nối wifi, kết nối mạng, nhưng mà nó chưa có tín kiệm giọng nói, cho nên là một chiếc TV khá là rẻ cho những anh chị nào mà mình cần để những chiếc TV lắp phòng ngủ hay là phòng ăn, hoặc là có những cái lắp những cái sự kiện như là lắp nhà nghỉ, khách sạn, thì những chiếc TV này là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý. Rồi, thì Việt cũng cảm ơn mọi người đã bỏ rất là nhiều thời gian quý giá của mình ra để xem buổi giới thiệu TV ngày hôm nay của Việt. Và nếu như anh chị nào yêu thích một trong hai chiếc TV ngày hôm nay của Việt thì hãy liên hệ với Việt qua số điện thoại và Zalo Việt có để trên màn hình nhé. Và Việt cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc anh chị có một buổi tối thật là nhiều vui vẻ.